Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu một món cà ri vịt, cà ri nước cốt dừa theo cái kiểu miền quê á. Thì mời các bạn đăng ký kênh để luôn theo dõi những video mới nhất của mình nha. Mình dùng đây là 1,7 kg vịt. Thì cái con vịt này là con vịt sim. Thì 1,7 kg là tính hết cái phần thịt mình rửa sạch rồi đó. Rồi mình dùng thêm củ hành nè, tỏi và một nhánh gừng. Để khử cái mùi dịch thì phải có gừng và sả. Thì sả đây mình dùng khoảng 4 cây sả ha. Trước hết thì các bạn sắc cái phần hành tím nè. Hành tím và tỏi thì mình dùng 100g. Sả và gừng thì mỗi một thứ là 100g nữa. Rồi sắc xong thì đập hết phần cây sả này ra, đập dập dập. Trong cái vịt đó các bạn có sả vô mình nấu cà ri đó, nó thơm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đem hành tỏi đi xay cho nó nhuyễn, hoặc là các bạn băm cũng được nha. Cho sả vô luôn. Sả thì 2 cây mình sẽ băm nhỏ và cho vô mình xay. Xay nhuyễn hết thì các bạn lấy ra. Đó, mình xay vậy nè. Rồi cho hết thịt vịt vô trong thau. Thịt vịt này á, các bạn nhớ rửa gừng ha, khử mùi cho nó không có bị hôi lông á. Rồi mình cho một phần sả tỏi vô, còn một phần mình chừa lại. Cho vào đây một bịch bột cà ri nè. Thì mình dùng cái loại cà ri Ấn Độ á, nó thơm. Cho vô hết một gói này. Cho vào đây 4 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối, mình sẽ ướp gia vị, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Bột ngọt các bạn cho ít thôi ha, chút xíu thôi à. Rồi mình cho vào 2 cái cây sả hồi nãy mình chừa lại á, trộn đều lên. Các bạn xóc nó lên ha, mình xóc cho nó ngấm đều gia vị. Còn nếu muốn thơm hơn thì mình dùng thêm vài cái lá cà ri nữa. Rồi mình sẽ ướp ở đây nửa tiếng. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị 1 kg khoai lang. Khoai lang này mình dùng cái loại khoai lang Nhật á, cho nó có cái độ ngọt và nó không bị nát nữa. Các bạn rửa sạch, cắt những cái phần đen đen ở trong khoai bỏ ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt khúc, cắt ra những cái khoanh vừa vừa ăn vậy đó. Thì khoai lang này các bạn thích ăn nhiều thì cho nhiều ha. Rồi mình cho ở đây cũng hơi nhiều á. Cho vào đây 3 muỗng canh dầu, mình sẽ phi cái phần sả hành hồi nãy mình chừa lại một phần đó. Phi cho cái phần này nó vàng thơm lên. Sau khi mà thấy nó dậy cái mùi hương lên thì mình hãy cho cái thịt vịt vô. Cho vô thì các bạn để lửa thiệt là lớn và mình xóc. Mình đảo cho nó đều lên để cho thịt vịt của mình nó săn. Sau khi mình đảo một chút thì nó săn lên rồi nè. Lúc này các bạn thấy nó dậy cái hương thơm nhiều lắm và cái thịt nó săn lên là được rồi. Bây giờ mình cho nó vô trong cái nồi nè để mình nấu. Cho hết vô trong nồi. Cho vào đây 1 lít nước cốt dừa. Thì nước cốt dừa này cũng dừa thôi, không có quá đậm nha. Tại vì mình vắt dừa có nước dảo và nước cốt luôn á. Rồi các bạn sẽ để đây mình nấu nửa tiếng cho thịt vịt nó mềm. Sau khi mình nấu được nửa tiếng thì tùy theo cái thịt vịt lớn nhỏ mà cái độ cứng mềm nó khác nhau, nên các bạn nấu đến khi nào mình kiểm tra. Mình sẽ lấy cái miếng thịt mình coi nè. Xơm vào mình thấy nó lủng rồi nè, là có nghĩa là thịt đã mềm rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái phần khoai lang mình cho vô luôn. Khoai lang hồi nãy mình cho trở lại trong cái thau thịt vịt đó, mình ướp vô cho nó ngấm gia vị một chút. Rồi mình sẽ nấu 15 phút cho khoai nó mềm. Tiếp tục mình nấu được 15 phút thì lúc này khoai lang nó cũng mềm rồi nè, thịt vịt đó thì nó chín. Đó, cái cục khoai nó mềm nhưng mà nó không có bị nát. Và trong khoai nó cũng có cái độ ngọt thơm ngon nữa. Rồi lúc này các bạn sẽ nêm nếm cái nước lại nha.
Mình sẽ cho vào đây thêm một ít sữa nữa. Nếu các bạn không thích sữa thì cho thêm nước cốt dừa đặc vô để cho cái cà ri nó đậm đà. Sữa đặc hoặc là sữa tươi cũng được nữa. Cái nồi vịt của mình nè, nó sôi bùng lên ha. Ngon lắm rồi đó. Vậy là xong rồi đó, bây giờ mình tắt bếp. Rồi bây giờ sẽ múc ra nha. Cà ri nước cốt dừa. Đây mình sẽ ăn kèm với bánh mì chấm với cà ri. Hoặc là các bạn có thể ăn bún với cà ri. Ăn thêm muối ớt chanh để mình chấm cùng. Đây cái nước nè, các bạn thấy mình nấu nó dừa luôn á. Cái màu cũng đẹp nữa, nó lên cái màu tươi rói luôn. Và thịt vịt á thì nó có được cái phần mỡ á các bạn, nó ra cái chất mỡ á, trong cà ri nó sẽ béo hơn. Ăn với khoai lang hoặc là khoai môn cũng được, tùy theo sở thích từng người. Rồi bây giờ mình sẽ chan nước vô. Chấm nước với bánh mì. Bánh mì á các bạn chấm vô á nó béo và nó thơm ngon lắm. Rồi bây giờ mời các bạn nha. Mình nêm rất là đậm đà luôn, ngọt ngọt, mặn mặn. Chấm với bánh mì thì hết sảy luôn, cái nước rất là béo. Béo nước cốt dừa nè, cũng như là cái sữa nó cũng thơm nữa. Giờ sẽ ăn miếng thịt vịt nha. Cái thịt á, nó mềm và nó ngấm gia vị. Ăn cái cà ri này á, đặc biệt là phải béo. Càng béo thì nó càng ngon. Và nó sẽ có cái vị hơi ngọt ngọt. Nếu các bạn không thích ngọt nhiều thì có thể giảm cái lượng đường lại. Thịt mình nấu nó mềm nè. Nó mềm, nó ngon. Ngon lắm luôn. Cái đùi vịt. Ở những cái thớ thịt đó các bạn, nó săn và nó có cái độ mềm, thơm và đậm đà luôn. Rồi, đến đây thì video của mình xin phép được kết thúc. Và có thích video của mình thì vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ mình, like và chia sẻ những video giúp mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.